chiến dịch Điện Biên Phủ là một cái cuộc hội quân của cả nước. Vào chiến dịch Điện Biên Phủ là một vinh dự của tuổi trẻ chúng tôi. Mất mát, hy sinh cũng nhiều, nhưng mà cũng rất là tự hào. Tự hào nơi cái chỗ là mình là dân tộc nhỏ bé, vũ khí thô sơ mà lại đánh lại một quân đội gọi là hùng mạnh. Thắng lợi của kịch cuộc chiến nhân dân phát huy được cao nhất cái sức mạnh của toàn dân tộc. Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu đã diễn ra cách đây tròn 70 năm. Đây là chiến dịch quy mô lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta. Trung ương mà lập cái bộ chỉ huy tiền phương mà do anh Đồng làm chủ tịch, huy động hàng chục vạn cán bộ dân công, thanh niên xung phong, nam nữ, từ nhất từ thanh nhẹ từ đồng bằng từ tất cả lên gạo cả tay phải gạo cả các châu người chúng ta giải quyết được một vấn đề. Không cần phải nói định cho là không làm thế nào giải quyết được, toàn dân mới có thể giải quyết được. Mặc dù các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình đều là địa bàn xa trận địa, đường xá đi lại vô cùng khó khăn. Nhưng đây chính là hậu phương lớn cung cấp lương thực thực phẩm cho chiến dịch. Với nhân dân Thanh Hóa, trong điều kiện đường lên Tây Bắc phải treo đèo lội suối, có những đoạn đường còn phải vừa đi vừa mở mới, thì vận chuyển hậu cần là một vấn đề nan giải. Nhưng bằng tinh thần yêu nước, sự sáng tạo trong lao động sản xuất, dân công Thanh Hóa đã hăng hái tham gia khắc phục mọi khó khăn để cung cấp sức người sức của đúng như yêu cầu, quyết tâm cùng với cả nước nỗ lực không ngừng phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Bằng chiếc xe đạp cùng những phương tiện thô sơ, những dân công đã vượt hàng trăm cây số đường rừng giữa mưa bom bão đạn, dốc cao vực sâu để đưa hàng ngàn tấn lương thực thực phẩm, vũ khí, thuốc men lên chiến trường Điện Biên Phủ. Ông Trần Khôi ở phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa là chính trị viên đại đội xe thổ của thị xã Thanh Hóa lúc bấy giờ. Tấm hình chụp cùng đồng đội, những bằng khen, giấy khen chiến sĩ dân công vẻ vang mặt trận Điện Biên Phủ được Hội đồng cung cấp mặt trận tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban Hành chính tỉnh Thanh Hóa trao tặng 70 năm về trước đã úa màu thời gian, nhưng vẫn được ông nâng niu cất giữ cẩn thận. Mỗi khi xem những kỷ vật này, ký ức hiện về trong ông tuy gian khổ nhưng vẫn thật hào hùng. Con đường huyền thoại của Điện Biên Phủ là nó là bao nhiêu mồ hôi xương máu của thanh niên xung phong, của bộ đội làm đường, rồi của các dân công gánh bộ, dân công xe thồ, dân công vận tải ô tô, dân công vận tải thuyền, đấy, vân dân công vận tải ngựa, tất cả các đấy đều phải nói rằng với một cái tinh thần vì lòng yêu nước của mỗi một thanh của thời kỳ đấy, tôi gọi nó là con đường huyền thoại của tuổi trẻ thanh xuân hồi lúc bấy giờ. Trong quá trình tải lương lên Điện Biên, nhiều dân công Thanh Hóa đã có những sáng tạo, tăng năng suất lao động. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả cho chiến trường. Tại Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ, hiện trưng bày chiếc xe cút kít của ông Trịnh Đình Bầm, dân công xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Người đã chế tạo ra chiếc xe cút kít hình chữ A, trong đó một phần bánh xe được ghép bằng gỗ bàn thờ gia tiên. Với chiếc xe này, ông Bầm đã tải lương thực từ 100 đến 280 kg mỗi chuyến. Suốt toàn chiến dịch, ông đã vận chuyển được gần 12.000 kg lương thực, được Hội đồng cung cấp Liên khu 4 tặng bằng khen, được tuyên dương toàn tỉnh Thanh Hóa. Phần cuối của bánh xe cút kít này khác các bộ phận khác, đó là được sơn son thiếp vàng. Đó là một phần của chiếc bàn thờ tổ tiên của gia đình bác, đã tự tay bác đã dỡ xuống để làm một phần cho bánh xe. Mà theo tín ngưỡng của người Việt Nam thì bàn thờ được coi là nơi linh thiêng, quan trọng, nhưng bác lại dám hiến dâng cái phần quan trọng đó để tất cả vì độc lập tự do của dân tộc. Tính chung trong toàn chiến dịch, tỉnh Thanh Hóa đã đóng góp 30% số người dân trong độ tuổi lao động tham gia dân công thời bấy giờ, với tổng số dân công lên đến hơn 178.900 người và 27 triệu ngày công.
hơn 3.500 xe đạp thổ được huy động lên đến gần 16.000 lượt vận chuyển, hơn 1.100 chiếc thuyền, đặc biệt có cả 31 chiếc ô tô, 180 xe bò, 42 ngựa, 3 thớt voi. Thanh Hóa đã vận chuyển ra mặt trận Điện Biên Phủ hơn 9.000 tấn gạo, chiếm 56%, và hàng trăm tấn thực phẩm các loại, chiếm 40% số thực phẩm sử dụng trong chiến dịch. Những đóng góp này là sự cố gắng vượt bậc của nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Trong điều kiện đời sống của mọi người còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, cùng quyết tâm thực hiện kháng chiến đến cùng, người dân sẵn sàng đói hơn, vất vả hơn để nhường lương thực cho bộ đội, đã cho thấy tinh thần cả nước cùng ra trận. Ngay từ tháng 2 năm 47, lúc bây giờ Bác Hồ về thăm Thanh Hóa, cái chuyến xuất hành đầu tiên của mùa xuân năm 47 Bác Hồ là về thăm Thanh Hóa chứ, về thăm hậu phương. Mặc dù tại Thanh Hóa, nhưng người gửi một cái thông điệp đối với quân và dân của hai tỉnh về cái chuyện phải xây dựng địa phương thành một cái địa phương kiểu mẫu cả về quân sự, kiểu mẫu cả về chính trị, kiểu mẫu cả về phát triển kinh tế xã hội. Để mà rao đều người ngay từ rất sớm, ngay từ năm 47, đầu xuân năm 47, thì người đã nhìn thấy được cái vai trò to lớn, cái vị trí chiến lược đặc biệt của cái hậu phương Thanh Nghệ đối với cả cái cuộc kháng chiến. Cùng với vai trò là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn, hàng chục nghìn con em Thanh Hóa và các địa phương liên khu 3, liên khu 4 đã lên đường chiến đấu, anh dũng có mặt ở những nơi cam go hiểm nguy nhất, hy sinh xương máu tại chiến trường Điện Biên Phủ. Ngay tại di tích đường kéo pháo ngày nay ở xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, hình ảnh người anh hùng Tô Vĩnh Diện, quê ở xã Nông Trường, huyện Nông Cống, nay thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã được tạc vào bức phù điêu bằng đá. Ngày ấy, mỗi tiểu đoàn nhận 12 khẩu pháo cao xạ 37 ly và 12 khẩu 12 ly 7 để kéo vào trận địa. Để đưa mỗi khẩu pháo hơn 2 tấn vượt núi cao chỉ bằng sức người, quả là vượt quá sức tưởng tượng của những người sản xuất loại khí tài này. Vậy mà, từng khẩu pháo khổng lồ đã được những người chiến sĩ pháo binh chân đồng vai sắt đưa lên tận đỉnh pha sông. Sau 7 ngày đêm gian khổ, pháo của bộ đội ta đã được kéo vào trận địa. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu tình hình của địch, Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Mặt trận Điện Biên Phủ quyết định thay đổi sang phương châm đánh chắc, thắng chắc. Để đảm bảo thắng lợi cho chiến dịch, các đơn vị bộ đội được lệnh kéo pháo ra khỏi trận địa cũ, di chuyển đến trận địa mới. Với quyết tâm còn cao hơn núi, bộ đội ta một lần nữa lại phải đương đầu với đèo cao vực thẳm và bom đạn, bí mật kéo pháo rời khỏi lòng trào ra địa điểm tập kết an toàn. Chính trong lần kéo pháo này, chiến sĩ Tô Vĩnh Diện đã hy sinh thân mình để cứu pháo, nêu một tấm gương sáng chói cho đồng đội trước khi chiến dịch nổ súng. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân ta đánh trận mở màn chiến dịch. Cụm cứ điểm Him Lam được coi là lá chắn thép mạnh nhất bảo vệ cho tập đoàn cứ điểm từ hướng Bắc, nên quân Pháp đã xây dựng thành một cứ điểm quan trọng số 1 trong tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngay ở vị trí tiến công này, anh hùng Trần Can, quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đã dẫn đầu đại đội 366 dương cao lá cờ quyết chiến quyết thắng trên sở chỉ huy đại đội của địch trên đỉnh đồi. Và đây là lá cờ chiến thắng đầu tiên của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Cũng trong trận đánh mở màn ngày 13 tháng 3 năm 1954, anh hùng Phan Đình Giót, một người con của quê hương Hà Tĩnh, đã dũng cảm xông lên lấy thân mình lấp lỗ châu mai, bịt miệng hỏa lực của địch, tạo thuận lợi cho đồng đội tiến đánh vào khu vực trung tâm của cứ điểm. Hành động anh dũng cao đẹp này đã tiếp thêm sức mạnh để quân ta xông lên tiêu diệt kẻ thù, làm chủ cứ điểm Him Lam. Anh Phan Đình Giót, tức là trung đội trưởng trung đội tiêu lao đi đầu tiên, dùng khẩu K50 của mình vừa bắn vừa tiến thẳng bịt lỗ trong mai, cho đó cho là làm cho khẩu súng của chúng bị tắc đạn, không bắn được nữa. Quân ta ào ạt xông lên chiếm lĩnh khẩu đạn liên đó, từ đó là quân ta làm chủ. Rất nhiều người con của quê hương Thanh Hóa và các tỉnh đã chiến đấu anh dũng hy sinh trên mảnh đất này. Nhiều người còn được may mắn trở về với những vết thương do chiến tranh để lại. Nhưng rất nhiều người vẫn còn nằm đâu đó trong những ngôi mộ chưa xác định danh tính hay giữa những cánh rừng già của Điện Biên. Máu đào của các anh đã đổ xuống cho mảnh đất này được nở hoa.
chiến thắng Điện Biên thì biết bao nhiêu chiến sĩ đã nằm xuống. Chúng ta rất là đau thương, nhưng niềm tự hào của chúng ta càng vĩnh viễn. Niềm tự hào của chúng ta rất lớn. Họ nằm xuống để cho dân tộc Việt Nam đứng dậy, vươn lên như phù đống thiên vương mà cả thế giới khâm phục. Cho đến bây giờ, Thượng tá Nguyễn Bá Viết, cựu chiến binh Trung đoàn 316, Đại đoàn 308, hiện đang sống ở phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, vẫn nhớ cảm xúc vào buổi chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954 lịch sử, khi ông và đồng đội ở Điện Biên Phủ được nghe thông báo quân Pháp đã đầu hàng. Niềm vui sướng vỡ òa xen lẫn niềm tiếc thương những người đồng đội đã anh dũng hy sinh ngay trước giờ chiến thắng. Ôn lại những cái lịch sử ấy, mình càng chảy nước mắt vì nó xúc động lắm. Những đồng đội tôi hy sinh ở đấy thì nhiều lắm, những anh em cái tình cảm ấy không bao giờ quên được. Ngày 13 tháng 6 năm 1957, Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần thứ hai. Khi đánh giá về công lao của nhân dân Thanh Hóa trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Bác đã khen ngợi: bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản anh hùng ca bất hủ, một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử trong thế kỷ 20. Đó là thắng lợi rực rỡ của dân tộc Việt Nam anh hùng và cũng là thắng lợi chung của các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Thắng lợi này đã trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 1975 và cũng là nguồn sức mạnh tiếp để dân tộc ta giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như nguyện ước của Bác Hồ. Cái thắng lợi của cái trận Điện Biên Phủ không phải như chúng ta tự đánh giá đâu, mà chính người nước ngoài và chính ông Thủ tướng Pháp thời Điện Biên nói rằng những chiếc thổ xe đạp Pozo thổ 200-300 kg đẩy bằng sức người. Những người mà ăn thì chưa đủ no, mà nằm ngủ thì nằm ngay trên mặt đất trải một tấm ni lông. Chính những chiếc xe đạp thổ và những người đó đã đánh bại tướng Nava. Thế thì cái sức mạnh của toàn dân tộc nó là như thế. Bảy mươi năm đã trôi qua, chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa đã thay màu áo mới. Trên những hố bom trận địa pháo giờ đây đã xanh mướt màu của sự no ấm. Tất cả các di tích vẫn còn đó, nhưng đã trở thành những điểm tham quan du lịch thật yên bình, thơ mộng, trái ngược với những ký ức hằn sâu trong tâm trí những chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến ít ỏi còn sống hôm nay. Với họ, Điện Biên Phủ không đơn giản là kỷ niệm về một trận chiến trong cuộc đời họ đã trải qua, mà đã ăn sâu vào một phần máu thịt. Bởi đó là thanh xuân của họ đã hiến dâng cho hòa bình tự do của đất nước. Điện Biên Phủ, đỉnh cao của chiến tranh nhân dân, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Không chỉ vì sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và quân đội ta, mà còn vì những kỳ tích được tạo nên bởi những con người bình dị. Không có pháo đài nào không thể công phá. Chỉ có lòng dân và tinh thần dân tộc mới là bất khả xâm phạm. Bản hùng ca Điện Biên Phủ được viết lên bằng khát vọng độc lập tự do, tinh thần đoàn kết và ý chí quyết chiến quyết thắng của cả một dân tộc sẽ còn vang vọng mãi đến hôm nay và mai sau.